xin nhiệt liệt chào đón đội tuyển Futsal nữ Myanmar và đội tuyển Futsal nữ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những hình ảnh từ nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, nơi chuẩn bị chuyển tới quý vị và các bạn những hình ảnh và diễn biến của trận Futsal nữ thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Chỉ trong ít phút nữa thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ ra quân trận đầu tiên trong khuôn khổ của nội dung Futsal nữ tại SEA Games 31. Đối thủ của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay đó là đội tuyển nữ Myanmar. Cầu thủ nữ Myanmar sẽ thi đấu trong trang phục màu đỏ với tư cách là đội chủ nhà, còn cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu trong trang phục màu trắng. Đề nghị toàn thể quý vị đứng trước khi đến với những diễn biến của trận đấu ngày hôm nay, sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca. And now the national anthem of Myanmar. Quốc ca trước tiên sẽ là quốc ca của Myanmar. Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Myanmar và sau đây là lễ cử hành quốc ca của Việt Nam. Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia có đội tuyển thi đấu trong buổi chiều ngày hôm nay, Myanmar và Việt Nam. Tại SEA Games 31 lần này thì đội tuyển Futsal nữ Việt Nam trở lại sau khi kỳ đại hội vào năm 2019 tổ chức tại Philippines không được tổ chức. Trước thềm giải đấu này thì đoàn quân của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã có chuyến tập huấn tại Bahrain với 4 trận đấu giao hữu trong thời gian 10 ngày. Về mục tiêu của đội tuyển nữ Futsal Việt Nam ở giải năm nay, ông Trương Quốc Tuấn, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Futsal Việt Nam không giấu giếm mục tiêu là sẽ giành tấm huy chương vàng. Trên màn ảnh của các bạn là các nữ trọng tài điều khiển trận đấu năm nay. Trọng tài 1
là bà Jara Rami, người Iran. Trọng tài 2 là bà Mohamed Hassan, người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trọng tài 3 là Al Sarab, người Kuwait. Và trọng tài bấm giờ là ông Al Hosani, người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ở giải đấu năm nay thì trong đội hình của đội tuyển futsal nữ Việt Nam, thành phần chính gồm các cầu thủ futsal chuyên nghiệp là đội trẻ nữ của Thái Sơn Nam, và ngoài ra thì còn có một số cầu thủ chuyển từ bóng đá sân cỏ. Trên màn của bạn là đội xuất phát của các thủ Myanmar ở trận đấu ngày hôm nay. Như thông lệ quốc tế thì đội được tính là chủ nhà sẽ bảo vệ thành bên phía tay trái, và các thủ nữ Myanmar trong trận đấu thi đấu màu đỏ sẽ bảo vệ thành bên phía tay trái, còn đội nữ Việt Nam trong trang phục thi đấu màu trắng sẽ bảo vệ ông thành bên phía tay phải. Ở kỳ SEA Games 31 lần này thì bóng đá nữ Hà Nam đóng góp hai cầu thủ, đó là Đỗ Thị Nguyên và Vũ Thị Huyền Linh, trong quá trình lên tập trung danh sách sơ bộ. Sau khi rút danh sách thì Đỗ Thị Nguyên vẫn là một trong những thành viên của đội tuyển futsal nữ Việt Nam tại SEA Games lần này. Đến với SEA Games 31 lần này thì quý vị và các bạn có thể theo dõi tất cả những trận đấu trong khuôn khổ của bóng đá nam, nữ và futsal nam, nữ trên các kênh sóng của hệ thống On Sport. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có cả những chương trình đồng hành như là bình luận hoặc là những chương trình muôn màu SEA Games. Trong hiệp một của trận này, đội nữ Việt Nam sẽ là đội được quyền giao bóng trước. Đội xuất phát của Myanmar ở trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn số 2 đội trưởng Khin Ninh Than, các cầu thủ số 3 Yun Nim Len, số 4 Aya Tuê, số 5 Supopo Kiao và số 11 Ya Min Luin. Huấn luyện viên trưởng là ông Tin Mau Tây. Đội xuất phát của các thủ Việt Nam gồm có thủ môn số 14 Ngô Nguyễn Thùy Linh, các cầu thủ số 7 Đỗ Thị Nguyên, số 9 Trịnh Nguyễn Thanh Hằng, số 10 Lê Thu Thanh Hương và số 11 Đinh Thị Ngọc Hân. Pha lên bóng của Ngọc Hân và trả bóng của Đỗ Thị Nguyên. Như chúng tôi đã giới thiệu thì trong đội hình của đội tuyển futsal nữ Việt Nam tập trung lần này, trong danh sách sơ bộ cũng như là danh sách rút chính thức, có một số cầu thủ là cầu thủ bóng đá sân 11 chuyển sang, thậm chí là trong quá trình tập huấn và triệu tập lên trước đó thì còn có cầu thủ Nguyễn Thị Mỹ Anh của đội quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, một trong những cầu thủ cũng đã được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập vào đội tuyển nữ Việt Nam để tham dự. Nhưng sau đó thì với những vấn đề liên quan tới hợp đồng lao động còn đang khúc mắc, Mỹ Anh sau đó đã không thể tham dự kỳ SEA Games lần này. Trên màn của các bạn là ông Trương Quốc Tuấn, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam. Ngồi phía sau ông là ông Ngô Lê Bằng, nguyên tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sau khi không còn làm việc tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì ông Ngô Lê Bằng hiện tại đang về làm việc và đóng vai trò là người phụ trách mảng futsal cho Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là ông Tin Ma Ung Tây, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ futsal Myanmar. Ở lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội nữ futsal Việt Nam và nữ futsal Myanmar thì các thủ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Trong đó những người lập công đó là Đỗ Thị Nguyên, Lê Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thành và Trịnh Ngọc Hoa. Trong đội hình của đội futsal nữ Việt Nam không còn sự hiện diện của Ngọc Hoa cùng với Nguyễn Thị Thành,
cầu thủ đã lớn tuổi. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Ngọc Hân. Pha lên bóng của Super Kiều. Những cướp bóng tốt. Chậm mất rồi. Đã không có cơ hội để có thể dứt điểm của Thanh Hằng. Trước khi bước vào những trận đấu chính thức ở nội dung futsal nữ thì đội tuyển nữ futsal Việt Nam của chúng ta ngoài chuyến tập huấn tại Bahrain trong thời gian 10 ngày khi trở về nước thì cũng đã có thêm những trận đấu giao hữu với câu lạc bộ trẻ Thái Sơn Bắc và câu lạc bộ bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam. Ngoài ra thì huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn còn có sự hỗ trợ của đông đảo các huấn luyện viên và đồng nghiệp ở trong nước. Vừa phá bóng của cầu thủ nữ futsal Myanmar và sẽ có một quả đá góc cho đội nữ Việt Nam. Vừa có tình huống phá bóng là Kim Pe Lim. Ngọc Hân là người thực hiện quả đá góc. Dứt điểm thế này. Lại là một tình huống băng lên và dứt điểm của Thanh Hằng. Rất đông các cổ động viên đang có mặt trên các khán đài của nhà thi đấu tỉnh Hà Nam để theo dõi và cổ vũ cho các tuyển thủ nữ futsal của chúng ta thi đấu. Bùi Thị An, tổ hai của nữ futsal Việt Nam đã vào sân. Nguyễn Thị Hằng. Nguyễn Thị Hằng là cầu thủ của đội nữ Hà Nội 1. Chị vốn là một cầu thủ bóng đá nữ sân 11. Quá người và phạm lỗi rồi. Không có tiếng còi của trọng tài trong tình huống vừa rồi, rõ ràng là cầu thủ của nữ Việt Nam đã bị phạm lỗi. Huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn cũng đã nhắc nhở các cầu thủ của mình phải tiếp tục thi đấu. Ở trong tình huống đó thì nữ futsal Việt Nam đã chững lại hai nhịp vì cho rằng là sẽ có tiếng còi của trọng tài. Và dứt điểm của Biện Thị Hằng. Thành phần của đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần này là sự hòa trộn giữa thế hệ 26, 28 tuổi và thế hệ sau là những cầu thủ mới từ 20 cho đến 23 tuổi. Và lên bóng tốc độ của cầu thủ nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Hằng. Chúng ta vừa được chứng kiến một pha xử lý rất gọn của Nguyễn Thị Hằng. Và về bóng bằng gầm giày, xoay người và sau đó dứt điểm ngay. Một động tác xử lý gọn không khác gì các đồng nghiệp nam futsal. Lại là một pha dứt điểm từ tuyến này. Đây là lần thứ 3 các cầu thủ nữ Việt Nam sử dụng những tình huống đưa bóng từ đáy biên ngược về tuyến này. Một cầu thủ nhả bóng và làm động tác giả để thu hút sự chú ý của cầu thủ đối phương. Rồi cầu thủ từ tuyến 2 mới băng lên và dứt điểm. Biện Thị Hằng. Lần này thì đã có tiếng còi của trọng tài, pha phạm lỗi của Jimo Pie. Tổ hai của nữ futsal Việt Nam đang chơi rất bùng nổ ở những phút vừa qua. Bóng đã đi vào cạnh lưới sau tình huống dứt điểm vừa rồi của Thanh Ngân. Thanh Ngân, quá người.
Tốc độ của trận đấu giữa nữ Việt Nam và Myanmar đang diễn ra nhanh, phải nói là gấp đôi so với trận đấu giữa nữ Malaysia và Thái Lan. Thế này, tình huống vừa rồi thì Biện Thị Hằng vẫn giữ thói quen dứt điểm theo kiểu bóng đá sân 11, một cú úp mù, trong khi kỹ năng dứt điểm ở trong futsal thường là những cú đặt lòng trong chân phải hoặc là những cú úp chỉ trích đầu mũi giày, giúp cho lực bóng đi căng nhanh và có uy lực. Điều này sẽ hạn chế được điểm yếu là về mặt thể lực cổ chân của các thủ nữ. Lần này thì đã không có pha dứt điểm cầu môn. Một tình huống chuyền bóng đáy biên, đường chuyền căng ngang của Biện Thị Hằng lại hơi cắt chéo sâu hướng về phía khung thành của thủ môn nữ Myanmar. Biện Thị Hằng, và cuối cùng thì đã có bàn thắng cho cao thủ nữ Việt Nam rồi. Một sự khởi đầu rất suôn sẻ và nó dũng mãnh như cách mà cao thủ nữ Việt Nam của chúng ta đã tiếp cận với trận đấu ngay từ những phút đầu tiên này. Niềm vui của các nữ cầu thủ ở dưới sân và hình ảnh các bà mẹ ở trên các khán đài. Biện Thị Hằng ghi bàn cho đội Việt Nam. Và ghi bàn rất đẹp mắt. Nó thể hiện sức mạnh về mặt thể lực, khả năng chấp thời cơ và cùng với đó là sự quyết tâm. Một tình huống di chuyển rất hay của Biện Thị Hằng, phán đoán tình huống, cướp bóng, ngả người và dứt điểm. Rõ ràng là những màn trình diễn của cao thủ nữ futsal Việt Nam ở những phút vừa qua đang khiến cho các cổ động viên ở trên các khán đài cũng trở nên bùng phát về mặt cảm xúc, giống như cách mà họ đang truyền lửa cho các thủ nữ của chúng ta ở dưới sân. Trong những ngày thi đấu vừa qua của SEA Games 31, những ngày thi đấu chính thức, chúng tôi đã và đang bắt gặp rất nhiều những hình ảnh có thể nói là rất cảm động. Có những ảnh bà ngoại đến sân để cổ vũ cho cháu thi đấu. Có những ảnh bà mẹ đứng chờ con sau khi đã giành huy chương nhưng phải đi thử doping, và vì vậy cho nên vẫn chưa thể gặp mặt con. Đứa con mà suốt từ Tết tới giờ đã lên tập trung ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, và vì lý do Covid, vì sự tập trung để chuẩn bị cũng như là những đợt tập huấn xa nhà dài hạn suốt từ Tết cho tới giờ, con cái và gia đình người thân đã không gặp nhau. Bây giờ thì họ cũng vẫn chỉ có thể cổ vũ cho những đứa con của mình trong chiếc áo đội tuyển quốc gia thi đấu. Đội hình của tuyển nữ futsal Myanmar hiện tại cũng có tới 6 cầu thủ là cầu thủ nữ chuyển sang từ sân 11. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games lần này thì đội tuyển nữ futsal Myanmar không được đi tập huấn. Họ chủ yếu là chỉ tập chay, đấu chay nội bộ cùng với việc là thi đấu giao hữu với một số đội trẻ. Truyền thông Myanmar đưa tin rằng là đến với SEA Games lần này, huấn luyện viên Tin Maung Tay đã đặt mục tiêu là nằm trong top có huy chương cho đội bóng của mình. Có thể nói là sau khi không có sự hiện diện của đội tuyển nữ futsal Indonesia thì cơ hội để cho tuyển nữ Myanmar đạt chỉ tiêu là nằm trong top có huy chương là tương đối khả thi. Họ chỉ cần giành chiến thắng
trước các thủ nữ Malaysia là sẽ có được mục tiêu đó. Trong khi đó với hai đội tuyển nữ Thái Lan và nữ Việt Nam, đương nhiên mục tiêu sẽ là cạnh tranh tấm huy chương vàng. Và có thể nói là trận đấu giữa nữ Việt Nam với nữ Thái Lan sẽ là trận đấu quyết định tấm huy chương vàng đó. Ở trận đấu đầu tiên gặp các thủ nữ Malaysia, nữ Thái Lan mặc dù không bung hết sức vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng. Và theo quan sát của chúng tôi thì trong đội hình của các thủ nữ Thái Lan cũng có những cá nhân có thể tạo ra được sự biến, có những pivot chơi có thể nói là xông xáo không khác gì các đồng nghiệp nam. Pha pressing dâng cao của các thủ nữ Việt Nam và dứt điểm của Bay Thép Bay. Di chuyển và dứt điểm khá nguy hiểm của Mây Thép Bay. Mây Thép Bay cùng với những cầu thủ như là Wawakin hoặc là Kim Pialin đều là những cầu thủ chuyển sang từ bóng đá sân 11. Và cắt bóng tốt của Thanh Hằng. Dứt điểm. Tỷ số được nâng lên thành 2-0. Vậy người vừa có pha ghi bàn cho cao thủ Việt Nam không phải là Thanh Hằng mà đó là Thùy Trang. Cầu thủ mang áo số 6. Số 6 chứ không phải là số 16. Vâng, đó là Nguyễn Thị Châu, đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam. Tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 cho các thủ nữ Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại pha bứt tốc độ và sau đó là cú ra chân rất gọn, một cú chặt bóng. Pha dứt điểm theo kiểu bóng đá sân 11 chứ không phải là bóng đá futsal. Nhưng bóng đi rất gọn và liếm vào mép trong cột dọc khung thành và tiếp tục bay vào lưới. Sự khởi đầu bùng nổ của các thủ nữ Việt Nam với những màn trình diễn có thể nói là rất ngọt. Những pha đi bóng, những tình huống xử lý, những pha dứt điểm và những đường chuyền đậm chất futsal chứ không chỉ là những pha di chuyển có phần nào đó hơi vụng về, hơi thô kệch. Cách mà cao thủ nữ futsal Việt Nam đang thể hiện ở trên sân vào lúc này đang đúng nghĩa là futsal đích thực chứ không chỉ là sự pha tạp giữa futsal và bóng đá sân 7, sân 11. Sự hiện diện của những cầu thủ có quê hương là tỉnh Hà Nam và lúc này đang có phần giúp cho các cổ động viên
ngày càng trở nên phấn khích và cổ vũ nhiệt tình hơn cho đội tuyển nữ của chúng ta, đặc biệt là sau khi các thủ nữ có được hai bàn thắng ở lưới của đối thủ. Chỉ đó đều là những bàn thắng rất đẹp mắt, một tình huống chấp thời cơ cướp được bóng và dứt điểm ngay, một tình huống tổ chức phản công nhanh với một pha đi bóng tốc độ dọc biên và sau đó làm cú dứt điểm quá hiểm hóc. Đỗ Thị Nguyên và cài người làm tường của Thanh Hương và nhả bóng, nhưng cú nhả bóng của chị hơi nhẹ. Đá góc dành cho các thủ nữ Việt Nam. Người thực hiện quả đá góc là Ngọc Hân. Dứt điểm. Tuyến ai và ra chân chân trái của Đỗ Thị Nguyên. Biên bóng sẽ được nhả lại để cho một cầu thủ chạy đà từ phía sau, hoặc là sẽ tung ra một cú dứt điểm thật mạnh về phía thành đối phương, hoặc sẽ là một đường chuyền chéo về đáy biên để cho một cầu thủ di chuyển ngược lên dứt điểm bằng lòng trong chân trái, hoặc là sẽ có một pha đệm bóng ở vị trí cận thành. Các thành viên của tổ 3 bên phía nữ futsal Việt Nam đã vào sân. Và nhà bóng của Thanh Ngân rất khéo. Và vừa được chứng kiến một pha xử lý rất gọn của Bùi Thúy An. Những gì mà các thủ nữ Việt Nam thể hiện cùng với Myanmar cho đến thời điểm này cho thấy đối thủ của chúng ta vẫn là Thái Lan, và trận đấu sắp tới giữa đội nữ Việt Nam với Thái Lan vẫn sẽ là trận đấu quyết định việc hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng hay không. Trên thực tế, xét về mặt truyền thống thì nữ futsal Việt Nam có thể so được với nữ Thái Lan, chúng ta đi sau. Tuy nhiên trong thời gian qua thì với sự hỗ trợ của ban futsal Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là sự đầu tư mạnh mẽ của Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là ông bầu Trần Anh Tú, những futsal Việt Nam đã có được những sự đầu tư có thể nói là dài hạn. Các huấn luyện viên đã liên tục có những công cuộc tìm kiếm, những đợt tập huấn có giá trị cả về mặt tinh thần cũng như là chuyên môn, thể lực. Cùng với đó thì cơ sở vật chất cũng như là điều kiện tập luyện thi đấu và bồi dưỡng cho cao thủ nữ Việt Nam cũng đã được cải thiện một cách rõ rệt. Quá người. Dứt điểm.
Đây là lần thứ hai Bùi Thúy An có những pha qua người rất gọn, cú gẩy bóng bằng đầu mũi giày. Vừa rồi lại là một pha ra chân của các thủ môn Việt Nam nữa, đó là pha út chì của Trịnh Ngọc Họa. Hai không chắc chắn sẽ không phải là tỷ số của hiệp 1 chứ đừng nói là của trận đấu. Cách mà các thủ môn Việt Nam của chúng ta đang thể hiện cho đến thời điểm này là sự tích cực và chủ động. Ông Trương Quốc Tuấn đang thể hiện quyết tâm, có một màn trình diễn thuyết phục ngay từ trận đầu ra quân vì đang yêu cầu các thủ nữ của mình chủ động đẩy cao và pressing toàn tuyến. Tỷ số được nâng lên thành 3-0. 3-0 cho các thủ nữ Việt Nam và lần này người ghi bàn là Thanh Ngân. Cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của cầu thủ nữ Việt Nam. Đường chuyển lỗi của cầu thủ nữ Myanmar và sau đó là pha cướp bóng của Thanh Ngân trước khi tung ra một cú sút điểm. Sau khi SEA Games chính thức được khai mạc thì toàn đội đã di chuyển từ khách sạn Inco sang khách sạn chính nơi mà tất cả các đội tuyển futsal nam và nữ ở tập trung, đó là khách sạn Bình Thanh. Trước khi bước vào trận đấu với các thủ Myanmar thì huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã chia sẻ rằng do thời gian qua, chính xác là từ sau SEA Games năm 2017 và sau đó là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì các giải futsal nữ ở trong khu vực, các giải quốc tế cũng không được tổ chức. Bởi vậy cho nên điều kiện tìm hiểu về thông tin cũng như là cách chơi của các đối thủ là tương đối hạn chế. Ông Trương Quốc Tuấn đã phải vận dụng khá nhiều những mối quan hệ, đó từ là những mối quan hệ trong làng nghề để tìm kiếm băng video tập luyện cũng như là thi đấu của các đội nữ đối thủ của Việt Nam ở giải năm nay. Sẽ cân bằng hoặc là thậm chí vượt qua được thành tích của các thủ nữ Thái Lan ở trong trận đấu với Malaysia. Một
về lịch thi đấu sau trận đấu với các thủ nữ Myanmar thì chúng ta sẽ gặp tiếp đội nữ Malaysia. Đây là một điều kiện có thể nói là rất thuận lợi. Ở trận đấu cuối cùng, các thủ nữ Việt Nam sẽ gặp các thủ nữ Thái Lan. Và như chúng tôi đã nói, ở giải lần này thì các đội cả nam và nữ đều thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Trong trường hợp mà các đội có cùng số điểm với nhau thì sẽ tính hiệu số bàn thắng thua. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta cần phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt vào lưới của các cầu thủ nữ Myanmar, Malaysia, sau đó là tính tới trận đấu cuối cùng với cầu thủ Thái Lan. Thậm chí khi đó chúng ta chỉ cần hòa thì cũng sẽ có được tấm huy chương vàng như mục tiêu mà huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã đề ra. Rất hiếm hoi cao thủ nữ Myanmar mới kiểm soát được bóng. Châu tiếp tục là quả đá biên dành cho các thủ nữ Việt Nam. Thank you.
dẫn trước 3 bàn. Này thì đội hình của thủ môn mà đã liên tục chơi lùi sâu và phòng ngự số đông ở trong vòng 6m. bốn không cho cao thủ Việt Nam. Lại có thêm bàn thắng dành cho cao thủ nữ Việt Nam, và đó là một bàn thắng có phần may mắn. Nguyễn Thị Vân Anh là người đã nâng tỷ số lên cho cao thủ nữ Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại. Bóng đã thói ra từ cú chạm bóng đầu tiên của thủ thành bên phía nữ Myanmar, và sau đó thì Vân Anh đã kịp thời áp sát. Với cách chơi như thế này thì 4-0 vẫn chưa phải là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Những pha phối hợp lên bóng có thể nói là rất nuột nà, như cách mà mọi người giới trẻ vẫn thường hay nói trong thời gian gần đây, đó là sang xịn mịn. Đá rất nuột và nó đem đến sự phấn khích rõ ràng là đối với các cổ động viên bóng đá Hà Nam. Bóng đá nữ thì không phải là điều gì đó xa lạ, nhưng đối với nữ futsal thì có thể nói là những gì mà cao thủ nữ của chúng ta đang thể hiện cho đến thời điểm này, nó là một món ăn ngon nhưng mà mới và lạ, và đặc biệt hơn nữa là lại rất hấp dẫn. Thế này khá nguy hiểm. Lần đầu tiên trong trận đấu này, thủ môn Ngô Nguyễn Thùy Linh đã phải có một tình huống cứu thua. Ngô Nguyễn Thùy Linh là thành viên của đội bóng đá nữ Thái Nguyên. Năm nay cô mới 22 tuổi. Trong chân phải của Đỗ Thị Nguyên. Thank you.
tập huấn chuẩn bị trước khi tham dự SEA Games lần này thì ông Trương Quốc Tuấn đã triệu tập tới 22 cầu thủ, trong đó có 10 cầu thủ ở thành phố Hồ Chí Minh, 6 cầu thủ của Hà Nội, 5 cầu thủ của Hà Nam và 1 cầu thủ của Thái Nguyên. Trước khi bước vào những trận đấu chính thức của môn futsal nữ tại SEA Games 31, trước thềm cuộc họp kỹ thuật của 4 huấn luyện viên, 4 đội bóng tham dự, thì huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã gấp lại danh sách là 16 cầu thủ. Với mục tiêu đề ra là cách tranh thắng huy chương vàng cùng với đội tuyển nữ Thái Lan, huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn sau khi cân nhắc tính toán đã phải chấp nhận là hy sinh một số những gương mặt trẻ có tiềm năng, thay vào đó vẫn giữ nguyên một khung nòng cốt là những bạn thủ quỳnh. Thêm SEA Games lần này, việc đội tuyển nữ của chúng ta có chuyến tập huấn 10 ngày tại Bahrain với 4 trận đấu và sau đó là các trận đấu giao hữu ở trong nước với câu lạc bộ trẻ Thái Sơn Bắc hay là bóng đá nữ Thành phố Hà Nam, đã giúp cho các cầu thủ duy trì được, thứ nhất là về nền tảng thể lực, thứ hai là cải thiện khâu sức điểm, và thứ ba là nhuần nhuyễn hơn về những mảng lưới chiến thuật. Tỷ số được nâng lên thành 5-0. Pha đệm bóng ở vị trí cột 2 của Thanh Ngân. Một trong những lý do mà huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn có thể tự tin đặt ra mục tiêu cạnh tranh tấm huy chương vàng cùng với các cầu thủ Thái Lan. Thứ nhất là chúng ta được chơi tại sân nhà. Thứ hai là các cầu thủ nữ của chúng ta vẫn duy trì được đội khung và không quá lớn tuổi, và bởi vậy cho nên vẫn đảm bảo được về mặt thể lực. Và thứ ba là chúng ta vừa có được giải bóng đá nữ futsal vô địch quốc gia vừa mới lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nam vào cuối tháng 2 vừa qua. Thành phần các cầu thủ tham dự đội tuyển nữ futsal Việt Nam lần này đa phần là những cầu thủ được tuyển chọn từ những gương mặt thể hiện sự xuất sắc nhất tại giải futsal vô địch quốc gia vừa qua. Đây là Biện Thị Hằng, một trong số những cầu thủ có lẽ là với những người hâm mộ bóng đá nữ rất quen mặt. Có khá nhiều các cầu thủ trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam hiện vẫn còn đang thi đấu ở giải vô địch nữ quốc gia. Có thể kể tên như là nhóm cầu thủ đến từ Hà Nội: Thúy An, Vân Anh, Biện Thị Hằng, Hồ Thị Quỳnh, hay là ở Thái Nguyên hoặc Hà Nam là Đỗ Thị Nguyên, Thanh Hương.
Trịnh Quốc Tuấn có thể nói là một trong những huấn luyện viên có duyên làm bóng đá nữ futsal và bóng đá trẻ futsal. Ông Trịnh Quốc Tuấn đã từng dẫn dắt đội trẻ futsal U20 và cùng với đó là đội futsal Cao Bằng. Futsal Cao Bằng là những cầu thủ với thành phần chính là đội tuyển futsal U20 Việt Nam. Cho Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Lần tập trung lần này thì thành phần chính của cao thủ nữ Việt Nam có tới 9 cầu thủ ban đầu được gọi lên là xuất thân từ câu lạc bộ nữ Thái Sơn Nam. Với thành tích đã từng vào tới bán kết của giải Futsal nữ châu Á năm 2018 thì đội tuyển nữ Futsal Việt Nam rõ ràng là có cơ sở, có nền tảng để có thể đặt ra mục tiêu cạnh tranh cùng với nước Thái Lan. Và như phong cách mà ông bầu Trần Anh Tú đã từng bày tỏ rằng phải đặt ra mục tiêu có một chút thách thức, có một chút áp lực đối với bản thân thì chúng ta mới có không gian và ý chí khát vọng để có thể vươn lên. Đó là điều mà các thủ futsal nam của chúng ta đã từng thể hiện trong trận đấu ở vòng 1/16 World Cup futsal trước những các thủ Nga. Tuyến 2, bài phối hợp rất quen thuộc của cầu thủ nữ Việt Nam trong phút định bàn, bóng được thường được nhả ở tuyến 2 và sau đó là một cầu thủ băng lên dứt điểm ở vị trí 10m. Những giây thi đấu cuối cùng của hiệp 1 và lúc này thì cầu thủ nữ Việt Nam đã san bằng thành tích mà cầu thủ nữ Thái Lan đã lập được vào lưới của nữ Malaysia 4-0. Chúng ta vẫn còn 20 phút thi đấu phía trước. Như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đã vang lên với kết quả là các thủ nữ Việt Nam đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 4-0. Các bàn thắng được ghi do công của Biện Thị Hằng, Nguyễn Thị Châu, Thanh Ngân và Vân Anh. Đây là một màn trình diễn có thể nói là rất bùng nổ, đem đến nhiều cảm xúc cho rất đông các cổ động viên đang có mặt trên các khán đài của nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Và tỷ số 4-0 trên thực tế thì vẫn chưa phản ánh đúng những cơ hội mà chúng ta đã tạo ra được để tiến thành của đối phương. Dẫu sao thì đoàn quân của đội viên Trương Quốc Tuấn vẫn còn 20 phút ở phía trước. Bây giờ chúng ta cùng tạm nghỉ trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2. Đêm nay tôi bước tới đỉnh. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together stronger song is this year. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand.
ta bên nhau ấm áp bạn hiền, trao yêu thương ánh mắt nụ cười tươi, rằng ơi tình bạn muôn nơi. Oh. Nào mình cùng chạm vào vinh quang, cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng, con tim đôi chân sẵn sàng. Together stronger song is that sure, together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand, we're running right. Together we are thank you.
dẫu anh không là chàng còn tình mà em đắm say chỉ là gian đơn thôi như ngày anh bước ngang anh vẫn muốn về cô trước nàng công chúa em nhớ đêm này. Xa xôi đó chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know, dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say chỉ là gian đêm thôi như hình hài anh ngóc ngay em vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa em nhớ. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Còn dây ta xin hai đứa thương tay ra. Anh nói mà thank you.
Mời quý vị và các bạn cùng trở lại với nhà thi đấu tỉnh Hà Nam để theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển nữ Futsal Việt Nam và nữ Myanmar. Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về các cầu thủ nữ Việt Nam với các pha lập công của Biện Thị Hằng, Nguyễn Thị Châu, Thanh Ngân và Vân Anh. Lẽ ra ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ của chúng ta đã có thể nâng tỷ số lên cao hơn. Trong giai đoạn tập huấn trước khi bước vào các trận đấu tại môn Futsal nữ của SEA Games 31, một trong những điều khiến cho huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đau đầu đó là làm thế nào để cải thiện khả năng dứt điểm của cầu thủ. Trước khi có chuyến tập huấn 10 ngày và thi đấu 4 trận tại Bahrain thì cầu thủ nữ Futsal Việt Nam của chúng ta cũng đã có 6 trận đấu giao hữu cùng với các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra còn có 2 trận đấu trước khi chính thức bước vào những trận đấu tại môn Futsal nữ để làm quen với thảm thi đấu tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Vậy là trong quá trình để chuẩn bị cho SEA Games 31 lần này thì đoàn quân của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã có tới gần 15 trận đấu giao hữu các thể loại. Đó là một sự chuẩn bị có thể nói là rất kỹ lưỡng. Điều chuyền 5-0 rồi, 5-0 rồi. Và một pha ăn mừng theo kiểu CR7. Chắc chắn là pha ghi bàn vừa rồi ngay ở những giây thi đấu đầu tiên của Thanh Hương sẽ càng khiến cho các cổ động viên trên các khán đài của nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, những người mà có lẽ là vẫn còn chưa ổn định được chỗ ngồi thì đã phải đứng sững người lại và chứng kiến bàn thắng đến cho cầu thủ nữ của chúng ta. Bàn thắng thứ 5 của cầu thủ nữ Việt Nam là một pha ghi bàn theo đúng phong cách sách giáo khoa. Một sự kết hợp giữa phong cách bóng đá sân 11 với một đường treo bóng bổng. Bóng có điểm rơi để sau đó là một pha căng ngang và một cú đệm bóng ở cự ly cận thành. Đường truyền bóng bổng là theo kiểu sân 11, đường căng ngang và đệm bóng ở vị trí cột 2 là phong cách của Futsal. Nó cũng mang đúng những nét đặc trưng của đội tuyển nữ Futsal Việt Nam ở giải lần này, với sự hiện diện của những cầu thủ Futsal chuyên nghiệp và những cầu thủ vẫn còn đang thi đấu ở sân 11 và thậm chí là vẫn còn đang thi đấu ở các câu lạc bộ tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, rồi sau đó lại quay sang thi đấu tại giải Futsal nữ vô địch quốc gia. Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam cũng là nơi đã tổ chức những trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ của giải Futsal nữ vô địch quốc gia, giải nữ đầu tiên được tổ chức trong lịch sử của bộ môn Futsal này. Sâu. Như chúng tôi đã phân tích, với việc có 4 đội thi đấu tại nội dung Futsal nữ lần này thì việc tính toán để giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng là tương đối dễ. Vấn đề là có thể thực hiện được hay không, đó lại là một câu chuyện khác. Với các thủ nữ Myanmar, ông Tin Mau Tây đã đặt ra mục tiêu là lọt vào trong top có huy chương, có nghĩa là chỉ cần đội nữ Myanmar có một trận thắng. Đối thủ mà huấn luyện viên Tin Mau Tây có lẽ hướng đến chính là nữ Malaysia. Come on.
trên các khán đài của nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, chúng ta có thể nghe thấy những tiếng cổ vũ và nhắc nhở. Có khá đông những người là người thân của các tuyển thủ nữ của chúng ta cũng đã ra từ Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển ra Hà Nam để theo dõi và cổ vũ cho các tuyển thủ nữ của chúng ta thi đấu. Nét mặt của huấn luyện viên Tim Mao Tây cho thấy rõ sự bất lực của ông đối với những gì mà các cầu thủ của mình thấy ở trên sân. Trên thực tế thì cũng rất khó để cho nữ futsal Myanmar có thể cải thiện được. Họ không có những chuyến tập huấn, không có những đối tượng để có thể thi đấu giao hữu, cọ sát, trau dồi bản lĩnh, trau dồi kỹ năng chơi bóng, hoàn thiện tư duy chiến thuật và đặc biệt là nâng cao về mặt thể lực. Vấn đề nâng cao về mặt thể lực thì không chỉ đơn giản là các bài tập mà nó còn liên quan cả tới chế độ dinh dưỡng. Bàn thắng đến là rất chóng vánh và có đôi khi sự sụp đổ của một đội bóng nó diễn ra nhanh như kiểu núi lở. Chỉ cần một thoáng mất tinh thần và không kịp để làm biện pháp của tâm lý, chỉ cần có một mắt xích trong một cuộc đấu có dấu hiệu bị hụt hơi và xuống thể lực không theo kịp, bàn thắng sẽ đến theo cái cách mà như người ta vẫn nói là sản xuất công nghiệp. Rất cố gắng, thể lực là rất tốt, đường chuyền. Phải nói là ở tình huống vừa rồi đúng là Bùi Thúy An đã có lỗi với Biện Thị Hằng. Như giới trẻ bây giờ đang nói rằng là không ghi được bàn thắng là có lỗi. Đây là tình huống mà Biện Thị Hằng đã làm tất cả những gì có thể, tranh cướp bóng, đeo bám, nhảy múa trong vòng vây của hai cầu thủ nữ Myanmar. Và khi có cơ hội để có thể trích ra một cú bút chì về phía khung thành của đối phương thì lại là một đường chuyền đậm chất futsal, đặc trưng futsal nhất có thể, để cho đồng đội của mình ở một tư thế hoàn toàn thuận lợi để dứt điểm. Đáng tiếc là vẫn chưa có bàn thắng thứ 6 cho cầu thủ nữ Việt Nam. Chia sẻ niềm vui cùng với các thủ nữ Việt Nam của chúng ta đó là trợ lý Huỳnh Thị Thanh Khiết. Trong trận đấu này thì pivot to cao của các thủ nữ Myanmar đó là Vây Thép Bình không có nhiều bóng, và sau khoảng 7 phút đầu tiên của hiệp 1, khi mà thể lực của các đồng đội đã bắt đầu xuống, các thủ nữ Myanmar đã không còn cầm được bóng và Mây Thép Bay cũng như là các đồng đội khác cũng đẩy lùi về sâu bên phần sân nhà chỉ để chống đỡ những đợt tấn công của các thủ nữ Việt Nam mà thôi.
hơi sâu. Châu. Vân Anh.
điều mình cần đó là tình huống sạc bóng. Đấu song song tại các giải vô địch quốc gia bóng đá sân 11 và sân Futsal. Bởi vậy cho nên việc có những tình huống xoạc bóng ở trên thảm đấu đôi khi nó trở thành là những phản xạ có điều kiện. Chạy đi. Khá nguy hiểm. Thiếu chút nữa là có bàn thắng cho cao thủ Myanmar. Người vừa có tình huống đệm bóng ở cự ly cận thành đó là Sanda Lain. Kỳ SEA Games năm 2017 thì cao thủ nữ Việt Nam chỉ giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước cao thủ nữ Myanmar. Chiếc bóng lỗi của Đỗ Thị Nguyên. Người đã có cú dứt điểm cầu môn đó là Kim Pia Linh. Anh Hằng. Liên tiếp ở những phút vừa qua, Đỗ Thị Nguyên đã có những pha xử lý bóng lỗi, một dấu hiệu cho thấy thể lực của cô cũng đã có nguy cơ suy giảm. Những pha xử lý những bóng đơn giản theo kiểu bóng đá sân 11, trọng lượng bóng nhẹ, cách kiểm soát bóng và cảm giác bóng sẽ rất khác so với bóng đá Futsal. Trái bóng nặng hơn, di chuyển chậm hơn nhưng lại khó điều khiển hơn. Thép anh
lúng túng trước sự đeo bám của các thủ môn Việt Nam. Trên màn hình các bạn chúng ta có thể nhận ra rất nhiều những gương mặt quen thuộc của đội tuyển Futsal Nam chúng ta, trong đó có huấn luyện viên Phạm Huy Giang, huấn luyện viên thủ môn Antonio, các cầu thủ như là Đức Hòa, Thái Huy. Ngày hôm nay đội tuyển của chúng ta không thi đấu, buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ tập nhẹ. Sơn trắng. Bùi Thị An, Nguyễn Thị Hằng, Bùi Thị An, Nguyễn Thị Hằng đều là những thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Sân.
Châu. Càng tốt đối với các đối thủ được đánh giá là yếu hơn như Myanmar, Malaysia và sau đó có một kết quả hòa trước các tuyển Thái Lan. Có thể nói đó là một cách tính để giành thành tích. Còn nếu như ở góc độ là đề cập tới phương diện không gian phát triển đối với môn phút sàn nữ thì nó chỉ không đơn giản. Không đơn giản chỉ là tấm huy chương vàng. Tấm huy chương vàng chỉ là tiền đề giúp cho chúng ta có thêm những sự đầu tư, thêm những sự quan tâm. Cùng với đó là những yếu tố khác ngoài chuyên môn. Cướp bóng một cách quyết liệt trong tuyến tương hoặc là suy giảm ở những khung cần thiết.
Hân. Santa Lane. Điều chuyền. Và chuyền bóng của Ngọc Hân nhưng vẫn chưa thể đưa bóng tới vị trí của đồng đội Thùy Trang. Đỗ Thị Nguyên. Thể lực của các cầu thủ nữ Myanmar cũng đã giảm rồi. Sức chiến của các cầu thủ nữ Myanmar ở những phút vừa qua khi bóng ngay ở trước mặt nhưng cũng không thể vươn chân ra được để cầm bóng. Trận đấu. Tiếp chút nữa là có bàn nâng tỷ số lên 6-0 cho cao thủ Việt Nam. Và dứt điểm chân trái bất ngờ của Đinh Thị Ngọc Hân. Sáu không thật, đã có một tình huống phản lưới nhà. Đã có một tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Myanmar và tỷ số được nâng lên thành 6-0. Người đã có pha cản phá bóng và trở thành một tình huống ghi bàn cho cầu thủ nữ Việt Nam, đó là Yamin Luin. Điều an ủi cho Yamin Luin là ở trận đấu hôm nay cô không phải là cầu thủ đầu tiên đá phản lưới nhà ở nội dung futsal nữ, bởi trước đó ở trong trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia thì Binti Asmi là cầu thủ đầu tiên đã có một tình huống để bóng chạm vào vai và sau đó bóng đi đổi hướng, giúp cho cao thủ Thái Lan có được một bàn thắng. Cuối cùng, và thông thường trong mỗi một trận đấu như thế này, trong khoảng 10 giây cuối cùng thì các cổ động viên sẽ cùng đếm ngược với đồng hồ. Quá thông minh của Mây Thép Bay. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và Myanmar đã vang lên với kết quả là đội nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Các bàn thắng được ghi do công của Biện Thị Hằng, Nguyễn Thị Châu, Thanh Ngân, Vân Anh, Thanh Hương và một tình huống phản lưới nhà của Yamin Win. Với chiến thắng này thì các thủ nữ Việt Nam đang tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng với 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua là dương 6. Xin chúc mừng các cô gái nữ của chúng ta. Xin chúc mừng huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn với trận đầu ra quân giành thắng lợi giòn giã, và cũng xin cảm ơn sự đồng hành và cổ vũ của các cổ động viên tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, những người đã tiếp lửa cho các thủ nữ của chúng ta thi đấu ở dưới sân. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khổ của nội dung sàn nữ tại SEA Games 31. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cao
vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Nơi đây tôi chạm vào vinh quang cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together stronger soul is Asia. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together hand in hand we're running right. Together we are high to the finish line. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Let's shine. Trao yêu thương ánh mắt nụ cười tươi dặn người tình bạn muôn nơi. Nào mình cùng chạm vào vinh quang cùng bầu trời Việt Nam tỏa sáng. Con tim đôi chân sẵn sàng. Together stronger soul is Asia. Together we will fight. Nào cùng nhau tỏa sáng. Bầu trời Việt Nam